Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi mang lại vinh dự bất ngờ về cho Inter Miami. Người hâm mộ háo hức chờ đợi chung kết FA Cup. Mới gần đây, theo như thông tin mới nhất từ truyền thông nước Mỹ đưa tin, danh thủ Messi và câu lạc bộ Inter Miami bất ngờ được trao hai giải thưởng lớn tại lễ trao giải kinh doanh thể thao thường niên MLS lần thứ 17 tại thành phố New York của nước Mỹ, ngày 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Messi được vinh danh với giải thưởng là thương vụ chuyển nhượng của năm sau khi danh thủ 36 tuổi người Argentina quyết định chọn câu lạc bộ Inter Miami để gia nhập giải đấu MLS tháng 7 năm 2023, tạo nên cơn sốt quá lớn ở bóng đá nước Mỹ. Gần một năm sau khi sở hữu siêu sao Lionel Messi, Inter Miami vẫn đang thăng hoa trên mọi phương diện. Đội bóng đã đạt được những cột mốc quan trọng cả về thành tích thể thao và thành công thương mại. Tại giải thưởng báo chí kinh doanh thể thao năm 2024 tại New York, Inter Miami đã vượt qua 3 nhà đương kim vô địch của các giải đấu thể thao lớn của Mỹ, bao gồm Kansas City Chiefs của NFL, Texas Rangers của MLB, Vegas Golden Knights của NHL và Minnesota Timberwolves của NBA để là giành giải đội bóng của năm. Bên cạnh đó, thương vụ chiêu mộ Messi cũng được vinh danh với giải thương vụ của năm. Nhờ vào hiệu ứng của Messi, chỉ sau có vài tuần gia nhập, đội bóng do ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu cùng với hai doanh nhân tỷ phú Roger Mas và đã đoạt luôn chức vô địch giải League Cup năm 2023. Nhờ vào thành tích này, câu lạc bộ Inter Miami cũng đã đạt được giải thưởng đội bóng của năm. Việc ký hợp đồng với Messi như là yếu tố thay đổi cuộc chơi, nâng cao vị thế không chỉ của câu lạc bộ mà còn của MLS và toàn bộ bộ môn thể thao này tại khu vực Bắc Mỹ. Roger Mas, David Beckham và Roger tin tưởng vào MLS và đã đầu tư chưa từng có vào những cầu thủ vĩ đại nhất, đã từng chơi những trận cầu đẹp nhất. Ông Don Garber, ủy viên điều hành của MLS, nói khi chúc mừng Inter Miami đoạt các giải thưởng. Bên cạnh việc chiêu mộ Messi, Inter Miami còn được khen ngợi khi đầu tư rất lớn để nâng cấp đội hình, đem về thêm tiền đạo kỳ cựu Suarez, sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng như là Benjamin Kremaski, Diego Gomez và Federico Redondo, những cầu thủ đang được nhiều câu lạc bộ tại châu Âu dòm ngó. Ngoài ra, dưới sự lèo lái khôn ngoan của ông David Beckham, Inter Miami tận dụng sự nổi tiếng của các cầu thủ mình đưa về nhằm tăng tốc cho các mối quan hệ hợp tác mới sinh lời và làm tăng cao doanh thu như năm 2024 dự kiến lên đến hơn 200 triệu đô la, theo tờ AS của Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của Messi chỉ vài tháng sau khi anh này dẫn dắt Argentina đến với chức vô địch World Cup lịch sử. Quyết định chuyển đến Nam Florida của anh đã trở thành một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử bóng đá. Tác động của Messi đến Inter Miami là gần như tức thời. Chỉ vài tuần sau khi ra mắt thì anh đã dẫn dắt đội bóng vốn đang gặp khó khăn này đến với chức vô địch League Cup. Trên sân cỏ, Messi là nhân tố thay đổi cục diện trận đấu, thế nhưng tầm ảnh hưởng của anh còn vượt xa cả những màn trình diễn. Việc chiêu mộ Messi đã có tác động to lớn đến Inter Miami và cả giải đấu MLS. Sự kiện này thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến giải đấu, đồng thời đưa bóng đá lên một vị trí quan trọng tại Hoa Kỳ. Inter Miami là đội bóng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023 và áo đấu của Messi thì trở thành mặt hàng bán chạy nhất của MLS. Sự hiện diện của câu lạc bộ trên mạng xã hội cũng tăng vọt với tài khoản Instagram của Inter Miami hiện đang là tài khoản của đội thể thao được theo dõi nhiều thứ ba tại Hoa Kỳ, chỉ sau các Golden State Warriors và Los Angeles Lakers. Ủy viên hội đồng quản trị giải đấu MLS Don Garber hào hứng phát biểu: "Việc ký hợp đồng với Leo Messi là một bước ngoặt nâng tầm không chỉ cho câu lạc bộ mà còn cho cả MLS và toàn bộ môn thể thao này tại Bắc Mỹ. Roger Mas, Jose Mas và David Beckham đã tin tưởng vào MLS và đã thực hiện một khoản đầu tư chưa từng có vào cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi môn thể thao vua."
Inter Miami hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng của MLS 2024 khu vực miền Đông với 31 điểm sau 15 trận đã đấu. Tại trận đấu sắp tới, họ sẽ gặp đối thủ là Vancouver Whitecaps FC trên sân khách vào lúc 9:30 ngày 26 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Thế nhưng theo như tin mới đầy nhất, Messi, Suarez và Busquets sẽ không tham gia trận đấu vì di chuyển quá xa, hơn 45.000 km. Các danh thủ này được cho nghỉ ngơi một phần trong tuần sau khi mà Inter Miami sẽ phải thi đấu liên tục 2 trận gồm trận đấu gặp Atlanta United lúc 6:30 ngày 30 tháng 5 và trận đấu gặp St. Louis SC lúc 6:30 ngày 2 tháng 6 đều là trên sân nhà. Sau các trận đấu này, Messi sẽ đến tập trung cùng với đội tuyển Argentina và dự Copa America 2024 diễn ra tại nước Mỹ từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Cả thế giới hướng về chung kết FA Cup. Man City sẽ khép lại mùa giải 2023-2024 bằng trận chung kết FA Cup với MU. The Citizen hướng tới cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay sau chiếc vô địch Premier League. Trước thêm trận đấu gặp MU, Bernardo Silva lên tiếng khẳng định khát khao của Man City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng thừa nhận anh cùng với các đồng đội chưa bao giờ ngừng muốn giành thêm những danh hiệu. Bernardo Silva cho biết, động lực của chúng tôi là thiết lập thêm các kỷ lục. Mọi thứ đã hiện ra trước mắt và Man City sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Chúng tôi quyết tâm đoạt danh hiệu FA Cup mùa này, toàn đội chưa bao giờ ngừng muốn giành thêm những danh hiệu. Man City là đội bóng gồm thành viên có tính cạnh tranh rất cao. Ngay cả trong các buổi tập luyện đối kháng thì chúng tôi cũng cạnh tranh quyết liệt, cảm giác chiến thắng tuyệt vời hơn nhiều so với cảm giác thua cuộc. Điều này chỉ đến khi mà chúng tôi nỗ lực cùng nhau như là một tập thể. Ở mùa giải trước đó thì Man City cũng đã đánh bại MU với tỷ số là 2-1 để có thể vô địch FA Cup. Trận chung kết FA Cup 2023-2024 diễn ra vào lúc 21 giờ ngày mai, 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Nhận định trước trận đấu, Manchester City sẽ đối đầu với Manchester United trong trận chung kết FA Cup tại Wembley vào cuối tuần này. Trận chung kết năm nay rất đặc biệt với sự góp mặt của hai câu lạc bộ cùng thành phố Manchester. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp mà họ đối đầu nhau tại trận đấu cuối cùng. Man City thì đang cố gắng hướng tới cú đúp danh hiệu quân đội sau khi vừa giành chức vô địch Premier League vào chủ nhật tuần trước. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối khi băng về đích ở những vòng đấu cuối. Trong đó, Phil Foden khẳng định anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League. Với Man United, chiếc vô địch FA Cup là hy vọng cuối cùng để câu lạc bộ có suất tham dự Cúp châu Âu. Quỷ đỏ chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 8, thập nhất trong lịch sử từng tham dự Premier League. Với huấn luyện viên Erik ten Hag, tương lai của ông đang rất u ám với nhiều tin đồn liên quan đến việc Quỷ đỏ đang đàm phán với những Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino. Việc đánh bại Man City để nâng cúp sẽ là cơ hội cuối cùng của vị chiến lược gia người Hà Lan trong việc thuyết phục Jim Ratcliffe giữ ông ở lại với Old Trafford. Về lực lượng của hai đội, với Man City, Anderson chắc chắn vắng mặt vì bị nứt hốc mắt. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Guardiola vẫn có thể yên tâm khi vẫn còn đó Stefan Otega. Mateo Kovacic và Nathan Ake sẽ cố gắng thể hiện mình trong buổi tập sau khi ngồi dự bị trong trận thắng trước West Ham. Rafael Varane và Lisandro Martinez đã trở lại cho Man United ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Họ có thể sẽ được xếp đá chính tại Wembley. Harry Maguire, Victor Lindelof, Mason Mount và Luke Shaw vẫn đang trong quá trình bình phục. Anthony Martial chắc chắn là không thể tham dự sau ca phẫu thuật. Khó có lý do gì để không đặt niềm tin vào Man City trong một trận đấu chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola là những chuyên gia trong những trận đấu lớn. Họ đã chứng minh sức mạnh tuyệt đối để có được chiến thắng và danh hiệu. Man City đã hoàn toàn áp đảo Man United trong thời gian gần đây. Với tình hình hiện tại của Quỷ đỏ, rất khó để thấy cửa thắng của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Dự đoán Man City sẽ giành chiến thắng 3-0 trước Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải đưa ra những sự thay đổi cho nửa đỏ thay Manchester trong trận đấu chung kết Cúp FA, vừa để giữ lại chút hy vọng tiếp tục ngồi ở băng ghế huấn luyện, vừa để ngăn cản Man City tiếp tục vô địch. Bước vào trận chung kết FA Cup vào ngày mai ngày 25 tháng 5, Manchester City với tư cách đang là một thế lực thống trị nước Anh chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Thầy trò Pep Guardiola đã nâng cao danh hiệu Premier League thứ 4 liên tiếp và là lần thứ 6 vô địch giải đấu này trong vòng 7 năm vừa qua. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Anh có một đội bóng đoạt được thành tích sánh ngang với Man City. Ngược lại, MU đang có một trong những mùa giải thảm bại nhất lịch sử. Họ về đích ở vị trí thứ 8, tụt lại sau Chelsea. Dù cho phần lớn mùa giải, đội bóng thành London mới là đội phải chạy theo sau Man United.
Đây là vị trí thấp nhất của MU kể từ năm 1990. Càng tồi tệ hơn khi mà Erik ten Hag cùng với các học trò không thể vượt qua được vòng đấu bảng Champions League, dù bảng đấu được đánh giá khá là dễ thở. Mặc dù đã vô địch League Cup, những gì mà huấn luyện viên trưởng người Hà Lan đang làm được tại Quỷ Đỏ chưa đủ thuyết phục với ban lãnh đạo. Một hồi chuông cảnh báo đã vang lên và chiếc ghế của ten Hag đã lung lay dữ dội sau khi ngoại hạng Anh khép lại. Ông đổ lỗi cho tình hình chấn thương của MU hiện tại, thế nhưng lối chơi bạc nhược và có phần một màu lại đang là dấu chấm hỏi cho phòng thay đồ tại Old Trafford. Huấn luyện viên trưởng người Hà Lan được cho là đã gây ra xích mích trong đội của mình sau khi đụng độ với Jadon Sancho và Marco Rashford, dẫn đến một loạt thất bại đáng xấu hổ cho Crystal Palace, Bournemouth, Fulham, Copenhagen và Galatasaray. Cùng với những đội bóng khác, MU cũng chỉ lọt vào trận chung kết FA Cup sau khi dẫn trước 3 bàn và bị lật lại 3 đều, sống sót qua loạt luân lưu đầy may rủi trong trận bán kết, cho thấy rõ những sai sót trong đội hình phong độ thất thường của ten Hag. Thủ môn Andre Onana đã có những chia sẻ trước trận đấu: "Đây là một mùa giải khó khăn với chúng tôi. Đối với tôi, khởi đầu tại Old Trafford rất vất vả. Và đồng đội đã đứng sau ủng hộ tôi nên tôi rất biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tại Wembley. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng." Nếu như giành chiến thắng trước Man City, đội bóng của ten Hag sẽ có vé dự Europa League mùa này. Bằng không, đây là kết quả tiếp theo MU vắng bóng tại đấu trường châu Âu sau thành tích tệ hại mùa 2014-2015. Thử thách còn cao hơn Erik ten Hag bởi ông có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, dù ông đã nói rằng "tôi đến Old Trafford là để giành những danh hiệu".